Không, không xe tao mau rồi nhá. Chị ôi tí tối nữa dạ. Không biết ai. Không biết ai. Việt. Tao bảo cho đủ. Mang tao mau đi. Anh kiếm, anh chẳng chịu được. Chị chả bán chịu nó đấy. Chị mà đây không bán chịu đâu. Mua gì vậy? Măng măng làm gì? Bốn bút. Hả? Mua dẹp dẹp. Không lo một tô. Ai đây? Hả? Gì? Không muốn nhông nhông này. Nhông nhông? Ăn đây. Khoan bán chịu không? Bán chịu không? Bán lộ á? Bán lộ ai? Bán chịu. Đi. Đi của nhà là chịu không? Đi chịu. Bán chịu không? À, chịu, chịu tí nữa đấy. Có nhà bán rồi. Cháu không ăn luôn đâu. Anh này có muốn gì không? Ăn nhộng không? Ăn nhộng. Đâu để xem có con gì không đã. Luôn à? Hay ăn luôn? Ăn luôn nhá. Để ta ăn châu chấu luôn. Luôn lên châu chấu hay thạch. Nhưng mà bà phải bán chịu đấy. Phụ tư thì bán chịu. À, hai đây bán chịu. Ờ, hai bán chịu nào, hai bán chịu nào. Cháu con này tuổi. Cho cháu lươn nhá. Con này con gì? Lươn này. Cá. Cá nào? Cá. Lươn nào? Lươn nó ăn gì? Lươn nó trườn ghê lắm. Mày ăn gì? Mày ăn gì? Mày ăn gì? Em ăn cháu cháu à. Cháu cháu à? Cháu cháu thì tao ăn lươn, mày ăn cháu cháu. Cháu cháu... Ăn cả nhậu nữa, anh lươn ra đi. Mua tất tiền đây. Cháu muốn chịu đấy. Chịu không được. Chịu không được. Cho cháu tất. Không, mua chịu rồi đấy. Anh cũng có thể nào đâu. Cháu có dung đạn rồi đấy. Không có nghìn nào đâu. Mang lại. Không có nghìn nào đâu. Hoặc mất chơi chơi này. Bao tiền à? Hai đứa lại nhá. Mai cường nhá. Bao tiền à? Mai cháu gửi đây. Mai phải vợ về mới có tiền. Ê, áo ơi nhỉ? Mời anh đi vào. Thế mày ăn cho cháu nữa gì? Cho cháu hai con. Hai con to nhất. Ê, hai con thôi. Thằng này nó ăn thế thôi. Không. Lại ăn hai con. Ăn hai lạng nhá. Hai con. Hai lạng. Thôi con gì đấy? Đây có khuyến mại cái ông. Ông. Hai lạng. Ai xa. Dạ. Tôm tôm được đấy quá. Ấy, chạch nhảy cơ. Ấy, có gì đây? Hả? Đây. Em rửa, phải cháu gửi nhá. Ấy, không phải anh đâu nhỉ? Đâu? Hả? Không. Đi. Mua xả hết về xả luôn. Mày ăn mua mày ăn cho cháu với kia thôi mà. Không, em ăn nhiều lắm. Mày ăn gì nữa? Ui đây. Ui xả hết nữa. Ui đây. Xả hết, xả hết. Xả hết. Mà người sắm được quả dê rồi thì nó không được qua. Cho cháu đi xả hết. Rồi, 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 cháu chịu đấy nhá. Cho cháu chịu. Cháu cháu lấy danh dự cả trong họ nhà cháu. Cháu chịu tất cả quán. Cháu chịu cho xả với ớt. Cho cháu một bó với mấy quả ớt. Ơ đúng rồi, ớt thấy cay không? À, thế thôi cho cháu xả thôi. Xả thôi. Ớt này cháu bó rồi. Đi chơi bán cầu hả? Đi chơi bán cầu hả? Chú cô. Chơi bắt cóc quả trứng cua ghê. À, thêm tí nữa. Quả thì chọc tất đi. Thôi ít thôi, sao lươn. Nó lươn để của anh. Em ăn trứng chó ăn nhậu. Thế làm lẩu lên. Lẩu à? À, à.
cháu tí ạ. Cháu đang ngồi. Ông có tiền cho cháu vay tí. Ông bắt cóc ở Trung Quốc ấy. Vâng, bao tiền ạ? Vâng, tí tí mai cháu gửi nhá. Đi, về đâu, về đâu. Cháu đi mua thịt này hết tiền, ăn rồi. Tiền đâu, mai tao cho mày mua đầy xe luôn. Đây, ngồi lên. Để anh mời anh rồi mà. Đi, về. Trực được khoảng 100 tiền lươn à đâu ăn à gì ăn chip được 100 tiền lươn là được đúng 5 con. 100 tiền lươn với lại cái gì nhỉ? Thì thôi em ăn lươn xong em đi nấu nữa. Em ăn một mình. Ừ, này cho cả chọn. Ôi, cho nhớ là mình đừng ăn. Tí nó đảo trong cho ăn. Con có sao xả ớt ăn thôi luôn. Chú cay ấy. Ít mi. Ít mi là. Là tao cùng mày vào lấy con dao mèo ra đây cả. Quá. Kém. Không ăn được, không ăn được. Thank you.
Còn mày thế này chẳng muốn nhiều. Sao có tao chịu đâu. Mấy bà cái bò cái gì. Thế anh bảo anh mua. Anh chịu được cả đấy mà nó gì này mà. Đấy là ngày trước. Ngày trước mà mới bà cái gì. Mình nợ chứ có mình có. Mình có xin đâu nhỉ. Mai lâu lâu tí. Mai à, mà anh cho em nhiều tiền á. Ra em mua của bà bên cạnh đấy, của bà đấy mua. Ừ, mai ra mặc cả mày dốt lắm. Mày phải ra mua vào, hôm nay không có chịu nên mày mặc cả xong mình không mua nữa. Mày xong mua vào bên cạnh đắt hơn. Được đấy. Mày ra chiêu thức vào đấy nhỉ. Mày cứ để em ra em xả về mối tức không cho ăn nợ này. Chịu với trả nợ chả giống nhau à? Chịu với nợ cứ một cái là vào chứ không phải là bốn chữ. Ấm nhỉ. Cái nền bê tông này còn hơi mỏng mỏng xíu nhỉ. Ấy, đôi lửa lên em. À sao? Em đang để chặt đôi ra không cô? Lửa lên. Dạ, ngon được không? Thử tay đó. Hay là anh cho châu chấu với nhậu vào đảo cùng đi. Không, điên rồi. Mất món ăn ngon. Lươn xào xả ớt nhậu, đỉnh cao rồi. Lươn xào xả ớt nhậu sống tắm. Cái con châu chấu. Không biết. Lấy dao cái rễ cầm tay. Rễ nó rồi, anh đủ cái rễ đi ạ. Rễ trắng này. Đấy, cái này phải đảo thật vàng đi mọi người. Thì bắt đầu mới cho lươn vào. Thì lươn nó cũng nhanh chín đấy. Thì lươn nó mới ngon. Ngứa nhất châu chấu trong cái ong. Có mồm điêu. À ong bây giờ ăn được rồi. Mụn tạm không ăn được. Ăn được, có thịt vào. Điêu. Chín rồi đấy. Mới cháy mất một tí mọi người ạ. Ngon đấy. Có tưởng mày không ăn món này. Ăn món này. Lần trước mày có ăn món này đâu nhỉ. Thì sọc bắt này, ngon này. Thấy bây giờ anh đi ra đi ăn cơm châu chấu. Đi mà dạng. Nhá. À đến đây. Đi. Hết cho. Lên tầng ạ. Từ ngon hơi ít nhưng mà hơi ngon. Đây. Đây. Mời tất cả mọi người nhá. Có của em ơi. Bắt được. Không hỏi. Chết luôn nhưng không sống gì. Đây, anh chạy ra rồi. Anh đi ăn rồi. Nhá. Em gì? Anh gì cái gì kiểu cực lạ. Đấy. Răng là khề nữa. Anh hút thuốc vào, em xì răng, xì nôi. Chảy nước, mực, đây. À, mời tất cả mọi người nhá. Ôi, thôi. Em cứ gõ là nó lại trừ gọn lên. Mời tất cả mọi người nhá. Lâu lâu ăn món lươn ngọt, à cái.
gì? Phải không? Món này mà nhậu thì hết sạch. Phải không? Được, anh em mình ăn là vừa. Ngon. Thơm hết. Mà em là em tự dặn cho chú ăn. Không ăn, tao không ăn được chú chấu. À, tiền chấu chấu mày đi mà giả. Tiền gì này, tiền nhộng mày đi mà giả. Còn đây thì mỗi giả mỗi cái lương đâu nhá. Thế anh đi xe em làm gì? Mày mày còn phải giả nửa tiền lương nữa cơ nhá. Anh đi xe em làm gì? Tao đi xe mày bao giờ? Anh à, đi đấy. Xe mày. Mày. Ai mua? Hả? À? Ai mua? Nhưng mà là đứng tên chính chủ của em. Tên chính chủ đăng ký đâu? Ai mua? Nhưng gì hết giả tiền chấu chấu. Giả tiền nhộng tầm mấy nửa tiền lương. Em chẳng có tiền đấy. 7 là một nửa. 50 tiền tiền. Anh nhưng mà giả. Im để nó tính. 20 là 70 với lại 50 là 120. Anh nhưng mà giả. Em chẳng giả đâu. Thời gian đây mát nhỉ. Ăn mùi bao vị. Trên này mát xuống mọi người. Phê lắm. Chuẩn bị chiều chiều lại ra tắm suối kia. Tuần đến giờ rồi. Nhưng sau món xả ớt này là gọi là món tục. Mềm quá đấy nhỉ. Ăn ngon mà mình làm ngon. Món ngon nhất á. Ông. Mấy món này không ngon. Ngon. Tao ăn được mà không ngon. Nào đi nhoi cho mà ăn. Hả? Con nào tao đi nhoi ông cho mà ăn. Em còn điếc tai không? Là sao? Em nhầm à? Lớn à? Lớn gì? Anh đi nhoi ông. Sao? Anh ơi, thấy đồ ông chạy mất dĩa. Ôi dồi, dồi mày chưa biết cái trình độ mà lại càng rồi. Mày cứ mình xem. Lại bắt đầu, cái xà cừ kia, anh trèo lên bị đốt, anh chạy xuống cái gì? Sao đúng mà? Tao treo diều mà đốt tao tụt, tao một tay tao tụt, một tay tao xoa đầu. Mà đốt bao nhiêu nốt ở trên đầu là tao nhớ hết. Bao nhiêu nốt? 7 nốt. Ong mặt quỷ. Từ trên đỉnh xa cử luôn. Thế đâu 8 nốt thì sao? 7 nốt. Hai con đốt một lỗ. 6. Hai con đốt một lỗ. 6 con đốt trên đầu, một con đốt đùi, thấm thịt luôn. Tốt rồi. Thế anh chẳng phải là cắn thế đấy. Thế nên bây giờ anh mày nhoi ong vô địch. Nhoi ong? Này anh hứa em kêu em ăn ong từ lâu lắm rồi. Chả thấy đâu. Có gì trên không ấy. Mày biết là không? Có thể đất mà. Có gì trên không? Anh chẳng khoái em nhỉ. Có 7 món tủ của mày. Ngon. À, anh làm đi. Mỗi người rất dài. Anh làm đều quá. Đều ghê. Món này phải nấu thế, nấu đẹp mắt không ngon đâu. Người đã là mình nấu không đẹp mắt lắm nhưng mà cực kỳ ngon. Lươn chỉ nấu xúc cây. Lươn ăn lươn bỏ xương. Ngon xương ngon nhất. Xương thì bỏ lươn gì? Xương giòn. Ăn. Ừ? Xương của mày cũng ngon. Mày anh em mình đi mua rượu đây. Em đi đâu thì tưởng là rượu hay lắm. Là rượu gì? Rượu á, tao làm được, cứ cần gì mua. Xin được khỏi. Thôi anh đi, bớt. Đùa, mày chưa thấy rượu trăng, siêu rượu trăng à? Anh làm đi. Ôi. Quan trọng bây giờ lười đúng không? Lười. Mọi người thấy núi Ba Vì đẹp không? À, nhìn, để tay như kiểu chụp người ta chụp ảnh. Anh dám ấy. Mày điên à? Chắc là mày ngửi mình nách của tao. Cay quá. Vừa cay vừa ngon. Ngon thôi đấy. Cũng ngon. Trang rồi. Cay cái gì? Nó là đường chó. Mồm vẫn ngậm được con chó. Anh vẫn ngồi nhưng mà mới không khoái khẩu nữa. Nóng rồi, tát mồ hôi rồi.
anh em mình phải ra đồng cắm này. Nhưng lại bảo không mở được nữa. Mở được ấy. Mở được, bạn nó đúng rồi mở được. Cho anh bạn được bia. Đấy. Mày tiếng rồi không? Bạn để đậy nắp ấy. Đấy gì? Đấy xem nào. Không. Đố anh em uống bia với cái này. Ui, đúng sở trường của tao luôn. Đây á. Con mày cầm thử. Con nửa lon luôn nhá. Đúng không? Đây, nửa lon.